Chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về tựa game Beat Indo. Đây là một tựa game mà mọi người có thể thấy là cũng khá là hay, nhưng ngày hôm nay mình sẽ làm về trải nghiệm map Việt Nam em nhé. Hôm nay mình sẽ làm một clip, mình sẽ gọi là trải nghiệm một cái map của Việt Nam, nhưng ngày hôm nay mình sẽ không chạy, hôm nay sẽ chạy con xe gọi là xe phòng của con Kia Grambus em ạ. Thực ra mình đã mod thêm một số xe của Việt Nam thì mọi người biết rồi. Đây có Hyundai i10 và con Chiang Long này. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ chạy con đây có cả Volvo A7 gọi là xe tải luôn đấy. Còn thêm xe tải Isuzu nữa. Hôm nay sẽ chạy con Kia Grambus em nhá. Và ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu trải nghiệm cung đường Việt Nam anh em ạ. Ok, ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cung đường. Hôm nay mình sẽ làm clip khám phá những cung đường mới của Việt Nam này, xem có những cái gì em nhá. Chưa chạy map Indo này cũng mọi người cũng biết rồi. Còn hôm nay sẽ chạy vì tựa game của Indo đây là khi mà mod cái map Việt Nam này sẽ là chạy theo hướng tay lái kiểu như là thuận bên tay phải nhiều hơn anh em ạ. Còn bên Indo đa số đi bên tay trái, đi bên kiểu như là bên tay trái là nhiều ấy. Hôm nay sẽ chạy con xe phòng của nhà xe Đăng Nhân, một chiếc limousine 24 phòng anh em ạ. Đây là bắt đầu hành trình nhá. Hôm nay sẽ trải nghiệm khám phá cung đường Việt Nam ạ. Thực tế cái năm này rất là giống với Việt Nam cực kỳ nhá, vì cái đường này nó giống trong khu vực miền Tây là nhiều nhá. Mình cảm thấy đang có tiếng tiếng nói chuông đây là mày thì chạy. Đây xe là chạy con Kia Grambus, đây xe 24 phòng của đội đăng nhân này. Đây là chạy gần nữa. Đây xe trải nghiệm cao tốc gọi là Trung Lương Mỹ Thuận, và ngày hôm nay mình sẽ có một chuyến đi khám phá gọi là cao tốc mới để xem của Việt Nam này, xem nó sẽ như thế nào nhỉ. Cao tốc này ta mới là Trung Lương Mỹ Thuận luôn. Cái món này là có cả cái chữ trạm thu phí của Việt Nam rồi, em thấy chưa? Cái trạm thu phí này rất là giống của Việt Nam đấy ạ. Quả là nó thu phí tự động luôn. À hay. Cái map này là map khá đẹp ạ. Cái map này là do một người Nhật làm ra cái món này đó, khá là hay luôn. Đây sẽ khám phá cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này. Cao tốc này chỉ cho đi 80 thôi ạ. Ở đây có 100 luôn. Đây sẽ khám phá cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này. Cao tốc này khá là phong cảnh rất là giống Việt Nam luôn các bạn. Cái cao tốc này rất là giống Việt Nam 100%.
May trong game mới đi tốc độ như này chứ ở kế mà đi này ấy, là mình là camera phản nguội bắn giò ấy. Ở đây là trong game mình chỉ đi như này thôi, trong game dám đi như này chứ còn tự thế gian mà đi ngoài đời ấy, thì cũng chạy 80 thì thôi chứ không bao giờ chạy chạy nhiều đâu. Khám phá cái tên mới này nhìn ra tình cảnh cực kỳ giống Việt Nam luôn. Đây có chi ra giúp khách an toàn trước kìa, em thấy không? Bây giờ cổ điện thế rất là giống Việt Nam. Đây là tình cảnh cực kỳ giống Việt Nam luôn. Có chi giúp khách an toàn ở làng nào đi trả đường rồi. Đừng biết là một cái gì.
này cực kỳ là giống Việt Nam 100% vì là cái map này là do người bạn mà đi lên Việt Nam làm ra cái map này, cái này thứ hai nữa là các em mọi người xem ủng hộ mình nhiều khác chắc là với cái này nhiều hơn. Đây là cột điện bên phải để em nhìn thấy rất là giống Việt Nam luôn. Đây thì đang chạy cao tốc này đi là cũng tầm 100 thôi. Đây là cầu hơi nhìn rất là thực tế. Biển này cao tốc Trung Lương Mỹ Thạnh này thì sao rồi này ạ? Hôm nay chẳng dậy cao tốc một đoạn đường khá là dài, người đi sẽ có mất khoảng 30 phút là sẽ có khắp khoảng cao tốc này cực kỳ nhanh luôn. Và ngày nay chúng ta còn lái xe khoảng vít nữa nên là đi thì có câu hỏi của đi xe phẳng thì nó mới đúng mãi của hè. Hôm nay sẽ làm clip trải nghiệm con xe 24 phẳng của nhà con Kia Grandbus D2021. Thì mọi người biết rồi, con này là ở Việt Nam mọi người cũng đã thấy đi rất là nhiều con này rồi, nên là hôm nay phần mình làm về con xe gọi là Kia Grandbus thì cái tablo ấy mọi người cũng khá là thấy rất là giống Kia luôn. Cái tablo của con D2021 thì nó sẽ rất là giống như con tablo của con Jaco con Honda D2020 cũng dùng là tablo này thôi. Còn Kia này cũng vậy thôi. Con Kia cũng đều dùng là cái tablo của con Honda hết. Còn đây là xe này thì đi con xe phẳng của Kia Grandbus. Nhưng mà tập sau mình sẽ là về xe phẳng của con Jaco D2019. Cái tập này mình sẽ làm là về con xe phẳng của con Kia Grandbus D2021 luôn. Đây là một con xe khác gọi là khá là chịu khó. Con xe này thực tế ở Việt Nam phải tầm mấy tỷ đấy. Tầm 5 tỷ trở lên thì may ra mới nhà thầy ra được cái đưa một chiếc thôi.
ở Việt Nam thì có nhiều nhà xem cũng đầu tư một con này cực kỳ nhiều đấy. Đây chiếc xe công của chúng ta là Minisi này, đó, khá là đẹp luôn. Hôm nay chơi chọn cao tốc khá là dài nhỉ. Đây là đi chữ A clip này sẽ rất là dài hơn một chút nhỉ. Hôm nay là trải nghiệm cao tốc trung nhiên mỹ thuật. Cao tốc này rất là dài hơn đi sẽ hơi lâu chút. Thế là đi có cái này một tiếng nha. Đến đây là dễ dàng đến cái biển thành phố Mỹ Tho hoặc là LA Tiền Giang là sẽ dễ luôn rồi ạ. Đây là hết rồi. Bắt đầu dễ bên phải luôn. Yeah.
tàu game này được coi là map rất là giống Việt Nam luôn. Vượt luôn rồi ạ. Đến ngã tư rồi ạ. Đây gọi là cây giờ tôi chưa đi mất rồi. Hôm nay trải nghiệm là cung đường Việt Nam. Ok, vẫn lanh được. Lanh được vô tư luôn. Thôi video ngày hôm nay kết thúc tại đây rồi, còn nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ like share cho mình để mình tiếp tục làm những clip hay hơn nhá. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.